Đúng là một buổi chiều năm 2006 tuyệt đẹp. Em thưa cô, tại sao cô lại phải nói như vậy ạ? Im mồm. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nghề nghiệp tương lai. Mặc dù cô biết rằng là nửa cái lớp này sẽ lớn lên và trở thành mấy đứa bán hàng online trên TikTok Shop. Em thưa cô, TikTok là cái gì ạ? Đó là tương lai em ạ. Là tương lai. Em thưa cô, tương lai là gì ạ? Là thứ mà em sẽ không bao giờ có. Ok, vậy những nghề nghiệp tương lai mà các em mong muốn là gì nào? Em muốn trở thành kỹ sư. Em muốn trở thành cô giáo. Đừng. Còn em muốn xâm lược Ba Lan. Còn em ở kia, em muốn làm nghề gì khi em lớn lên? Em muốn trở thành bác sĩ. Thật luôn, không ai quan tâm đến việc em muốn xâm chiếm Ba Lan à? Em nghĩ em có đủ phẩm chất để trở thành một bác sĩ không? Họ cần tập hợp đủ 4 yếu tố, đó chính là sự kiên trì, dũng cảm, chăm chỉ và lòng trắc ẩn. Cô nghĩ em có tương lai đấy. Một ngày nào đó em sẽ trở thành một bác sĩ vĩ đại. Wow. Đây là một cái quảng cáo cổ động cho ngành y hay nhất mà tao từng thấy. Ok, tao quyết rồi. Tao sẽ cố gắng hết sức để được vào đại học y. Thằng kia vừa hôn giáo viên vào mồm. Bạn muốn học y? Không, bạn không muốn đâu. Bạn thực sự muốn học y? Thật luôn à? Không phải là do bố mẹ bạn bắt à? Ok. Nếu bạn bị ép chọn trường đại học theo đúng nguyện vọng bố mẹ thì hãy gật đầu để gửi tin hiệu cầu cứu cho cận. Bạn chỉ nhìn vào điện thoại và không thèm gật đầu đúng không? Bạn vừa buột mồm nói không đúng không? Và bây giờ bạn đang tự hỏi tại sao cận biết đúng không? Và video ngày hôm nay, cận sẽ chia sẻ về những trải nghiệm kinh dị của cận ở trường y dưới góc nhìn của một sinh viên y khi mà đi bệnh viện, với tiêu đề thử thách 6 năm học trong trường y, thử thách gọi điện cho phòng quản lý đào tạo lúc 3 giờ sáng, thử thách 24 giờ vừa viết bệnh án vừa thay dịch truyền cho bệnh nhân, thử thách 72 sinh viên ngồi im mà không đóng góp được gì trong giờ giao ban. Nhưng trước khi chúng ta nhập vai thành nạn nhân của trường y thì cận muốn mọi người có cơ hội để nhập vai thành một pháp sư vĩ đại. Yeah, ông ấy có thật đấy. Mina thử Google mà xem. Trong game RPG Thế Giới Mở, Hành Trình AFK, nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Idol Game, hay còn được gọi là game rảnh tay tự động chơi, đã xuất hiện từ cái thủa mà cái smartphone đầu tiên được sản xuất ấy. Ôi vãi, là năm 2007 á. Và qua từng đấy năm phát triển, qua nhiều game idol khác nhau, thì mới đây, Hành Trình AFK đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được. Đó chính là chuyển mình thành một game RPG thế giới mở mà vẫn giữ được yếu tố nhàn rỗi đỉnh cao. Vì cận vừa đang viết kịch bản vừa chơi game bên này. Đồ họa của game thì khỏi bàn rồi. Cận mê cái art style của game này từ cái hồi mà Thánh Địa AFK ấy. Please, hãy để tôi đạt đến level của ngài. Và cận cực kỳ thích khi mà họ chuyển qua cái style 3D mà vẫn giữ được cái vibe và cái hồn của art style gốc. Cái art style đặc trưng làm lên thương hiệu của game AFK. Tôi yêu 3D model có kết hợp 2D paint ở bên trên. Thật may khi game có thể để cho tôi chơi mà không phải dùng tay. Và bạn có thể ngắm nhìn mọi thứ rõ hơn bởi vì game có thể chơi được cả trên PC lẫn điện thoại. Yes! Finally! Màn hình 4K của tôi cuối cùng cũng đã được đưa vào sử dụng. Game với góc nhìn chim bay khiến bạn có thể hòa mình vào vùng đất phép thuật Esperia và dẫn lối các vị tướng từ 6 phe phái để đến với định mệnh vĩ đại của họ. Nhà phát hành rất hiểu ý tiệp người chơi của mình và đã drop vào đây những thiết kế nhân vật cực kỳ cháy và lo deep. Ta có phù thủy Miff, ta có bán Fuji và ta có thuần Fuji. Yeah, by the way, nó mới chỉ là những design từ game cũ sang thôi đấy. Còn những nhân vật mới cũng design cháy không kém. Ta có phù thủy Miff, ta có
bán Fuji và ta có thuần Fuji. Phiêu lưu trong bản đồ rộng rãi thẳng cánh cò bay, chạy từ thị trấn Đá Thánh tới khu rừng lung linh, rồi băng qua bình nguyên Hoàng Kim Mạch đến thác Phù Hoa, nghe tiếng chim hót suối chảy róc rách. Bã thể khám phá từng ngóc ngách, giải từng câu đố và gặp gỡ các NPC để có thể khám phá ra những cốt truyện cực kỳ lôi cuốn. Và với lối chơi siêu dễ thở và cực kỳ rảnh tay, bạn có thể vừa chơi game vừa ra ngoài chạm cỏ như bình thường. Và càng dễ hơn khi ngoài cộng hưởng quen thuộc giữa các tướng trong game Thánh Điện AFK, hành trình AFK còn bổ sung thêm cộng hưởng giữa các trang bị nữa. Bạn không cần chứng chỉ tin học Excel để có thể quản lý resort trong game RPG. Let's go! AFK là viết tắt của... tài nguyên tự tăng lên trong khi bạn đang ăn hay ngủ. Thật dễ dàng. Bản phát hành chính thức của game Hành Trình AFK tại Việt Nam sẽ tặng toàn bộ tướng miễn phí thuộc mọi cấp độ chỉ bằng cách đăng nhập hàng ngày. Từ đó bạn có thể trải nghiệm được nhiều chiến lược chiến đấu đa dạng. Ngoài ra, khi đăng nhập đủ 7 ngày và tham gia vào các sự kiện giai đoạn ra mắt, người chơi có thể nhận được hơn 450 lần gacha miễn phí. Ê, thế mày kiếm tiền kiểu gì? Hành Trình AFK hiện đã có mặt ở trên iOS, Google Play cho bản di động và trên trang web chính thức của Hành Trình AFK cho bản PC, link dưới phần mô tả. Tải và chơi hoàn toàn miễn phí. Nhập code Hành Trình AFK trong phần mô tả để có thể nhận thêm 200 kim cương và 20k vàng. Nhớ nhá, nhớ nhập code đấy. Cảm ơn Mina rất nhiều vì đã ở lại để xem phần tài trợ. Và hãy ủng hộ Hành Trình AFK bởi vì họ đã giúp cận rất là nhiều. Ok, quay trở lại video. Cũng giống như các bước của một bộ phim kinh dị kinh điển, bước đầu tiên, DLE sẽ khiến cho bạn cảm giác thật là nhỏ bé, thật là yếu đuối. Đây, Mina có thể thấy, đây là một tháp biểu đồ hình tam giác thể hiện mức độ quyền lực của mọi người trong môi trường bệnh viện. Bắt đầu từ trên đỉnh xuống dưới, ta có giám đốc bệnh viện, trưởng khoa, phó khoa, bác sĩ, điều dưỡng, tạp vụ, lao công, bảo vệ và ở tít dưới cùng, đó chính là... sinh viên y. Vậy nên Mina sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho việc bị đối xử không công bằng khá là nhiều. Ê sinh viên ơi, ra bệnh phẩm hộ trị cái. Dạ nhưng mà em đang làm bệnh án. Đi ra mau lên. Dạ. Ê, sinh viên đâu rồi? Ra hộ trị mô máu phát. Dạ. Yeah, bạn sẽ phải làm điều đó 50 lần một ngày đấy. Đưa bệnh nhân đi chụp CT hộ trị với em ơi. Dạ. Bệnh nhân gọi kìa, sinh viên đi xem đi. Dạ. Ê, tối nay đói nhở? Sinh viên đi mua trà sữa hộ trị cái. Dạ. Sao mà cả ngày rồi mà vẫn chưa xong bệnh án thế em? Không xong rồi mai trực lại ấy nhé. Sáng rồi ra tới cây hộ trị cái sinh viên rồi. Xong rồi đi tiêm tiểu đường với chị luôn nha. Dạ. Dậy đi ra ban mày ơi. Đương nhiên là khi làm việc tại một bệnh viện sẽ giúp đỡ sinh viên y khá là nhiều. Từ việc khéo tay trong các xử trí lâm sàng như là tiêm truyền, lấy ven, giỏi hơn thì lấy được cả khí máu động mạch.
rồi là ghi nhớ được các tủ thuốc nằm ở vị trí nào, các dụng cụ y tế nằm ở đâu, từ bông băng, máy đo huyết áp, kim đo tiểu đường, vân vân và vân vân. Rồi ta biết được cách vận hành của một khoa sẽ ra sao, phòng cấp cứu người ta phải làm những cái gì và phòng hành chính ta phải làm những cái gì, kiểu kiểu vậy. Và đó thôi thì cũng được coi là lợi ích lâu dài khi mà các anh chị trong viện sai vặt sinh viên y. Nhưng mà tại sao chị lại sai em đi chợ? Tại sao chị lại sai em đi đun nước rồi đổ hộ vào cái phích để phục vụ cho bệnh nhân ở buồng yêu cầu? Những cái việc đó không mang lại một tí kiến thức nào về ngành y cho em cả. Đây không phải là phim Karate Kid. Bạn không thể tự dưng giỏi võ sau khi sửa xe hộ anh bác sĩ được. Về cơ bản thì sinh viên y là một nguồn lực lô lệ, nguồn lực lao động lớn của bệnh viện. Đến nỗi mà vào cái đợt dịch Covid năm 2020-2021 ấy, sinh viên y bị cấm không được sang bệnh viện, khiến cho nhiều bác sĩ nội trú phải rơi vào cảnh bị sai vặt. Từ việc đi đưa bệnh phẩm cho đến đưa bệnh nhân đi chụp chiếu các thứ, khiến họ phải khóc với sinh viên là mong sinh viên có thể quay trở lại viện để họ có thể quay trở lại học như một bác sĩ nội trú bình thường. Và cái đỉnh điểm của việc sai vặt này đối với Cận là một buổi đi môn nội tiêu hóa. Đặc điểm của cái khoa này đó chính là có rất nhiều bệnh nhân vào bởi vì bị sơ gan, suy gan do rượu. Và thường thì họ sẽ có những biểu hiện của hội chứng cai, hay còn gọi là bị bệnh loạn thần do rượu. Thế nên bạn sẽ hay bắt gặp họ ở trên giường bệnh với trạng thái như thế này. Dân Genshin Impact khi không được đập đá. Lúc đó thì Cận với cả em trực cùng đang nghe cô giảng. Bây giờ các em có thể cho tôi biết được các nguyên nhân của vàng da trước gan là gì, nguyên nhân của vàng da trong gan là gì và nguyên nhân của vàng da sau gan là gì không? Anh kia nói cho tôi xem nào. Dạ em thương cô lupus ban đỏ à? Không bao giờ có lupus ban đỏ. Thì tự dưng showtime. Ash, quay lại. Đi đi, cứ đi đi, trời ơi. Cứ tưởng việc này là dành cho bảo vệ bệnh viện hay là gì chứ. Chúng mày mà không tìm được bệnh nhân và mang về khoa ấy, thì tao sẽ không ký sổ chúng mày đâu. Mà không ký sổ là trực lại đấy. Con đứng đó làm gì? Đi vào. Thế là Cận với cái bạn là Cận lọ mọ cầm đèn pin đi tìm ông bệnh nhân suốt cả tiếng đồng hồ. Mà có khi ông về bố nhà rồi cũng nên đi. Ta xem bệnh án rồi, ông ấy chuyển tuyến từ dưới huyện lên, giờ này làm gì còn xe về nhà nữa. Ô, mấy bác sĩ đêm rồi còn ra đây bứt hoa công viên làm gì vậy? Dạ bọn cháu đang tìm bệnh nhân. Dạ bọn cháu đang đi lấy cái lá này để về nghiên cứu làm lá thuốc cho bệnh nhân đấy cô ạ. Ồ. Thế á, các bác sĩ giỏi quá. Em nói láo thế. 2 tiếng sau. Má, không tỉ mê ông ấy đâu cả. Thôi vác mặt về bệnh viện ăn trực lại thôi. Yeah, cày vãi. Ôi, ngồi chỗ nào vậy anh? Trong bụi rậm. Giờ mắt ông ấy kiểu mẹ gì? Tao chưa nghĩ đến vụ đấy luôn. À, bác sĩ đưa tao về viện đi, đói quá. Cái lá ăn ngon gì kìa. Quà tặng cuộc sống. Và cuối cùng, các sinh viên đã đưa được ông bệnh nhân về bệnh viện một cách thành công. Mặc dù đấy còn không phải là việc của sinh viên. Điều kinh dị tiếp theo đó chính là những thứ kinh tởm mà bạn phải làm vì mục đích học tập trong trường y. Yeah, các thầy sẽ bắt bạn làm những thứ mà không có một sinh viên bình thường nào phải làm cả. Trong suốt cả cuộc đời họ cũng nên đấy chứ. Ok, anh nằm nghiêng sang bên trái rồi co chân phải lại cho tôi nhá. Được rồi, ok. Sinh viên,
ra khám xuất huyết tiêu hóa cho bệnh nhân đi. Dạ thưa thầy, em chưa được hướng dẫn khám xuất huyết tiêu hóa bệnh nhân bao giờ. Thầy hướng dẫn hộ em được không ạ? Bây giờ nhé, dùng ngón tay trỏ này, rồi đút vào đít bệnh nhân. Hả? Thầy muốn em cho tay vào đít bệnh nhân à? Ừ. Mày muốn cho tay vào đít tao? Không ạ. Không, tôi muốn bạn ấy cho tay vào đít anh. Bác sĩ muốn thằng ấy cho tay vào đít em á? Ừ. Thế em không muốn cho tay vào đít bệnh nhân à? Không ạ. Ủa, tại sao không? Đít tao mày chê à? Vâng. Thế bây giờ anh lại muốn sinh viên cho ngón tay vào lỗ đít anh à? Ừ. Ủa? Ok, thế cho tay vào đi sinh viên ơi. Đúng rồi, cho tay vào đây. Dạ. Màu gì? Màu đen ạ. Sau đó là cần phải khám xuất huyết tiêu hóa cho tận 5 người liền trong một buổi sáng. Về nhà không dám cầm bánh mì ăn luôn ý. Có một lần Cận với cả thằng bạn thân của Cận đi trực ngoại tổng hợp. Nghe đến khoa ngoại là biết là phải mổ xẻ các thứ rồi đúng không? À, như phim rồi đấy. Thế là cái hôm đấy là Cận với cả thằng bạn thân của Cận, cả hai đứa cùng đến cái phòng mổ để xem một ca mổ mở giải phóng tắc ruột. Kiểu mặc scrub rồi đội mũ rồi đeo găng khử trùng các thứ nhìn oai lắm. Xong rồi cuối cùng vẫn phải đứng cách cái bàn mổ tận tầm 10 km lận. Sau gần một tiếng đứng mỏi cả chân, cuối cùng thì ông gắp được cái đoạn ruột tắc ấy ra. Và nó to như quả bưởi. Xong tự nhiên anh nội chú vẫy vẫy bọn Cận lại, bảo là cầm anh cái điện thoại rồi chú anh với, để anh cắt mở cái đoạn ruột tắc này ra để làm tư liệu ấy. Lúc đấy Cận cũng kiểu ok. Đến cái lúc mà ông cắt cái đoạn ruột tắc ấy ra ấy, ui giời ơi, biết gì không, bên trong nó phỏi ra. Mà cái này không phải là bình thường. Cái này nó được ngâm trong ruột phải đến 7 ngày rồi. Thối uống cả phòng mổ luôn ý. Ông gây mê vừa bịt mũi vừa quát, mẹ thằng nào cắt mở đoạn ruột ra. Xong rồi đen vãi, cả ông nội chú lẫn Cận với cả bạn thân của Cận đều bị dính trực lại. Trong khi đáng nhẽ ra trường hợp đấy sinh viên chả có cái lỗi gì cả. Và nhắc đến việc trực lại, đó sẽ là một chuyển cảnh siêu mượt đến với điều kinh dị tiếp theo khi ở trường y. Đó chính là trực lại. Chia trực lại. À, viết kịch bản giỏi lắm Thắng ạ. Đích mèo này. Cũng giống như là việc bạn chơi game và bạn sắp vượt qua là một màn cực kỳ khó, thì tự dưng nó crash game và bạn chưa kịp save file và bây giờ bạn phải chơi lại cái màn đó từ đầu. Bây giờ tưởng tượng nó xảy ra ở ngoài đời thực và có người cố tình làm thế với bạn. Yeah. Evil. Criminal. Educational. Mà trực lại thì bạn phải làm tất cả thứ ở đầu video mà Cận nói. Yeah, chứ không phải là trực lại để trau dồi kiến thức đâu. Thử tưởng tượng bạn phải làm tất cả những cái thứ đó, cộng thêm là bạn chỉ được ngủ tầm 3-4 tiếng. Còn cay hơn nữa khi bạn trực cùng ông hoặc là bà bác sĩ cực kỳ gắt, khiến bạn xin dài mồm cũng không được chia ca về ăn uống hoặc tắm rửa, aka nhu cầu thiết yếu của một con người. Và cộng thêm nữa là ngày mai bạn phải thi, và cái đề cương của bạn trông như thế này. Mà lý do trực lại thì vô vàn, nhưng chủ yếu là do bản thân mình tự mắc lỗi. Nhưng để đi theo đúng chủ đề của video, đó chính là đổ lỗi cho trường đại học y và bệnh viện, thì Cận sẽ đưa ra những ví dụ về trực lại do chính bản thân mình gây ra, đan xen vào đó là trực lại do cái sự vô lý của tạo hóa. Và Mina có thể đoán xem cái nào là cái nào nhé. Gia Ban không nắm được hết tất cả các bệnh nhân, trực lại. Gia Ban không nắm được hết tất cả các bệnh nhân, nhưng có một bệnh nhân cấp cứu là người nhà của bác sĩ nên bác sĩ cấm sinh viên không được làm phiền họ, và giảng viên Gia Ban sáng hôm đó lại ghét bác sĩ đấy nên là cho mình trực lại. Gia Ban gặp giảng viên hãm nên phải trực lại. Đối với tất cả các sinh viên y đang xem video này, chắc chắn là khi Cận nói câu đấy thì sẽ có một cái tên hiện ra trong đầu của các bạn. Cảm giác cái giảng viên ấy cứ như là sinh viên number one haters vậy. Và nếu như cái áo đấy có tồn tại thì chắc chắn giảng viên đấy sẽ tự tin mặc nó. Kiểu cái năng lượng họ tỏa ra ghét sinh viên đến mức độ như vậy thì tại sao họ còn chọn đi làm giảng viên làm cái gì? Đúng không? Honorable mention. Đây là một điều kinh dị ngoài lề nhưng mà chắc chắn sinh viên y nào cũng sẽ trải qua. Má, 11 giờ kém 10 giờ vẫn chưa thấy thầy xuống điểm danh gì cả. Có khi nay thầy quên gì ấy.
điểm danh nhanh nhanh thì còn đi về đi chợ nấu cơm các thứ. Chiều 1 giờ đi học vô rồi. Mày cứ bình tĩnh, 11 giờ mới được về. Ủa? Và khi bạn đang ung dung đi trên đường về thì có tiếng điện thoại kêu. Và năm từ kinh dị đã được thốt lên. Ê mày ơi, điểm danh. Wow, đúng là một sự kiện không thể lường trước được. Ok, thì cái phân đoạn này Cận đang định làm kiểu animation parody bài Haru Haru của Big Bang ấy. Nhưng mà khi Cận xem lại cái MV để làm reference ấy, thì nhận ra rằng là GD cũng chạy từ bên ngoài vào trong bệnh viện. Thế nên thay vì Cận làm animation vì Cận lười, thì mọi người cứ tưởng tượng đây là Cận chạy vào bệnh viện để xin điểm danh, chứ không phải là GD chạy vào bệnh viện để để nói lời cuối với cô bạn gái sắp bị đăng xuất bởi vì ung thư. Và đó sẽ là chuyển cảnh đến với điều kinh dị tiếp theo khi ở trường y. Sự khó đoán của giảng viên. Đó là trong lúc thi lâm sàng, điểm số của bạn sẽ phụ thuộc 50% vào kiến thức của bạn, 40% vào tâm trạng của giảng viên hỏi thi, 5% vào sự hợp tác của bệnh nhân, và 5% còn lại là vào thời tiết ngày hôm đấy. Bởi bạn sẽ không bao giờ muốn bị hỏi thi bởi giảng viên khi trong đầu họ đang rất bực bội bởi vợ họ gọi điện chửi tại sao anh không thu quần áo sáng nay, em đã bảo trời sẽ mưa rồi còn gì nữa. Ok, bây giờ em có thể trình bày bệnh nhân. Dạ em thưa thầy, bệnh nhân là nữ 71 tuổi, vào viện vì lý do mệt khó thở khi làm vườn. Cách đây 10 năm trước bệnh nhân có sự xuất hiện của mệt mỏi và khó thở. Ê, dừng, anh không cần phải làm như thế. Anh mà làm thế là tự làm khó bản thân mình đấy. Bây giờ tôi hỏi vạn phát là anh chết luôn. Để tránh làm khó cho bản thân mình và tránh mất thời gian của tôi ấy, anh có thể báo cáo là bệnh nhân ở trong trạng thái sức khỏe bình thường cho đến khi 2-3 tuần trước khi vào viện thì bệnh nhân bị cái gì đấy khiến cho... Đấy, ok chưa? Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Dạ em thưa cô, bệnh nhân ở trong trạng thái sức khỏe bình thường cho đến khi cách ngày vào viện 3 tuần thì... Thế nào là bình thường? Anh định nghĩa sức khỏe bình thường tôi xem nào. Nói vơ va vơ vẩn. Anh còn không thèm hỏi bệnh nhân đúng không? Dạ em có hỏi rồi, em xin lỗi cô ạ. Dạ em thưa thầy, qua khám tổng quát thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, hạch ngoại vi không sợ thấy. Có gì bất thường trong cái khám tổng quát cho bệnh nhân này không? Dạ em thưa thầy là không ạ. Thế thì anh chỉ cần nói là khám tổng quát không có gì bất thường, anh cứ dài dòng mất thời gian. Dạ vâng em xin lỗi thầy ạ. Dạ em thưa cô, khám tổng quát cho bệnh nhân này thì không có gì bất thường ạ. Anh lại qua loa. Tôi cần anh phải liệt kê và khám tất cả các cái gạch đầu dòng để có thể loại trừ và tổng hợp. Làm cái gì cũng phải theo quy trình nhỉ? Dạ vâng em xin lỗi cô ạ. Anh kiểm tra bệnh án chưa? Dạ em chưa. Tại sao anh không kiểm tra bệnh án? Thế anh đã sờ vào bệnh án chưa? Dạ em thưa cô, em có đọc qua rồi ạ. Tại sao mà anh cứ phải phụ thuộc vào cái bệnh án làm cái gì nhỉ? Đây, nhìn thấy Cận bây giờ không? Đấy, đây là một sự khéo léo trong chuyển cảnh đến với điều kinh dị tiếp theo. Đó chính là đi trực nhưng gặp ma. Mina nghĩ Cận nói thật à? So với tất cả những thứ kinh dị mà sinh viên y vừa chịu đựng, bạn nghĩ gặp ma thì sẽ khiến họ sợ chắc? Điều kinh dị này thì đúng là chỉ dành riêng cho sinh viên y. Bởi vì không có một ngành đại học nào dám cho sinh viên thấy khách hàng tương lai của mình đang chuẩn bị qua đời cả. Và việc đối mặt với cái chết của bệnh nhân trong ca trực thì sinh viên y nào cũng ít nhất sẽ trải qua một lần trong đời. Và đôi khi cái trải nghiệm đấy sẽ khiến cho sinh viên y đổi hẳn cả cái chuyên khoa mà họ đang theo đuổi. Ta sang tai mũi họng. Và cái chết xảy ra rất là nhanh, khiến bạn không thể xử lý được cái chuyện gì vừa trải qua trong đầu bạn luôn ý. Trong phòng bệnh nội tiêu hóa có một bệnh nhân nam 40 tuổi. Chú ấy mang một cái năng lượng thuần của một người hướng ngoại luôn ý. Kiểu chú ấy lúc nào cũng có chuyện để nói ý. Chú ấy bắt chuyện với tất cả các bệnh nhân ở trong phòng bệnh ấy này, bắt chuyện với cả nhân viên y tế này, rồi còn bắt chuyện với cả sinh viên nữa. Và đặc biệt chú ấy cực kỳ thoải mái trong việc sinh viên hỏi và thăm khám chú ấy luôn ý. Wow, bệnh nhân mơ ước của một sinh viên chăm chỉ. Và chú cũng hay ngân nga những bài hát của Trần Tiến. Kiểu mỗi lần đi qua phòng bệnh cũng nghe chú ấy hát. Và đương nhiên chú ấy hát hay thì mọi người mới không chửi. Thế nên là chỉ với một tuần ở bệnh viện mà mọi người trong khoa đều có thiện cảm với chú ấy. Và một điểm mà Cận cực kỳ nhớ của chú ấy đó chính là chú ấy tâm sự rằng chú ấy cực kỳ thích uống sữa cô gái Hà Lan. Nhưng mà nếu uống quá 2 hộp một ngày thì chú ấy sẽ bị đi ngoài. Chủ nhật 12:40.
Cận thấy chú ấy đi vệ sinh và Cận còn đùa là đừng đái ra quần nhé chú. 12:52, chuông phòng chú ấy reo lên. Cận và chị điều dưỡng có chạy qua thì thấy chú ấy đang nằm ở trên giường bệnh. Cả kiếp trực đã chạy đến để xử trí nhưng mà không kịp. Bệnh nhân đã ngừng hô hấp. Thời gian tử vong. Và đấy là lần đầu tiên dưới vai trò của một sinh viên y, Cận thấy bệnh nhân của mình mất ngay trước mặt mình và không ai có thể làm điều gì để ngăn chặn nó cả. Thứ hai, sau khi thi xong lâm sàng giữa kỳ, Cận đã ghé qua phòng bệnh đó và thấy rằng tất cả những đồ đạc của chú ấy đều đã được dọn đi. Từ cái chậu nhôm rửa mặt cho đến cái phích nước chè mà chú ấy mang từ dưới quê lên để uống, cũng không còn một cái vỏ hộp sữa gói Hà Lan, cũng như cũng không còn những lời ngân nga nhạc Trần Tiến. Căn phòng trở nên khác hoàn toàn, nhưng tất cả mọi người đều sinh hoạt như thể không có gì là mới. Thật lạ, khi sự im lặng nó lại ầm ĩ đến như vậy. Vậy còn điều gì tệ hơn khi mà thấy bệnh nhân của mình mất? Yeah, đó chính là bạn phải tham gia cấp cứu cho bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Và cái cấp cứu này ấy, nó không hoa mỹ như trên mạng hay là trên phim ảnh nó mô tả đâu. Đó là một hôm trực nội hô hấp, có một bệnh nhân nam 90 tuổi nhập viện do bị viêm phổi trên nền COPD. Thì Cận rất là ấn tượng với cụ này, bởi vì mỗi lần mà Cận đi qua giường của cụ ấy thì Cận đều ngửi thấy một cái mùi rất là hắc. 7 giờ tối, Cận với cả bạn cùng nhóm trực đang làm bệnh án giao ban. Anh bác sĩ thì đang trao đổi với người nhà của bệnh nhân, hai chị điều dưỡng thì cũng đang làm bệnh án. Thì tự nhiên ở giữa phòng cấp cứu, lúc đấy mọi người đều xông vào để hỗ trợ ngay. Cận liên tục bẻ adrenaline để tiêm cho bệnh nhân. Sau đó là Cận chưa kịp đi găng thì anh bác sĩ đã bảo là vào ép tim cho cụ ấy. Và đây cũng là lần đầu tiên Cận được thực hành ép tim trên cơ thể của một con người thật. Với mỗi lần ấn tim, Cận có thể nghe thấy tiếng. Đó chính là tiếng xương sườn của ông ấy gãy. Và khi Cận nhìn thấy cái khuôn mặt đã trải qua 90 năm cuộc đời đấy, với những cái nếp nhăn co kéo một cách yếu đuối, bởi vì cơ mặt của cụ ấy đã quá mệt để có thể rặn ra được một cái biểu cảm tượng trưng cho sự đau đớn, thì Cận thực sự đã muốn ấn nhẹ tay hơn. Nhưng anh bác sĩ đã gạt phắt cái suy nghĩ đó. Anh ấy bảo không được, cậu phải ấn mạnh tay lên. Và vì cái thể trạng của ông cụ 90 tuổi này là cực kỳ gầy, thế nên mỗi lần mà Cận ấn xuống ấy, cảm giác như tay của Cận chạm được vào đến xương sống của ông ấy vậy. Fuck man. Mặc dù ấy cảm giác đấy cực kỳ là ám ảnh, nhưng mà Cận vẫn phải tiếp tục ép. Cận phải ép. Mina có nhớ lần đầu mà mọi người phải đối mặt với cái chết của một sự gì đó không? Đối với Cận, đó chính là một con chuồn chuồn ớt nằm chết ở dưới gốc cây phượng ở trường cấp 1 của Cận. Hồi đó thì Cận không thể nào mà bắt được nổi một con chuồn chuồn ớt ý, bởi vì nó bay rất là nhanh. Mấy cái thằng trong xóm thường kể là chuồn chuồn ớt là siêu nhân trong làng côn trùng, bởi vì đương nhiên nó nhìn ngầu mà. Thế nên lúc đó Cận nghĩ rằng là nếu là một siêu nhân thì sẽ cần một tang lễ cực kỳ là trang trọng.
Thế nên là cận dùng 5.000 ăn sáng của mẹ cho ấy, để sang tiệm tạp hóa đối diện cổng trường để mua một hộp diêm. Cận sau đó bỏ hết diêm ra rồi cho con chuồn chuồn vào trong cái hộp và chôn cái hộp đấy xuống dưới gốc cây phượng. Cận còn rải hoa phượng khắp mộ nó, rồi còn cắm những cái que diêm xung quanh thành một cái vòng tròn để kiểu như là làm lễ truy điệu cho nó ấy. Bởi vì nó đã xấu như một chiến binh trong vòng 4 tháng. Mọi người ạ, cái sự cảm thông và lòng biết ơn ấy, nó không hề rẻ một tí nào. Mỗi ngày ta đều phải đưa ra hàng trăm, hàng nghìn cái sự lựa chọn để có thể quyết định xem cái thứ nào đủ xứng đáng để nhận được cái sự cảm thông có giới hạn của bản thân mình ấy. Và để duy trì cái việc đó ấy, thì phải tốn cực kỳ là nhiều năng lượng. Và sẽ cực kỳ là khó để bạn có thể duy trì được một cái năng lượng tích cực khi bạn làm việc ở trong một môi trường cực kỳ áp lực như là bệnh viện. Vậy có thể nói là điều kinh dị cuối cùng mà cận sợ, đó chính là cái sự chai lì ở trong cảm xúc. Bạn có đủ khả năng để xây dựng một pháo đài tâm lý vững chắc để bạn có thể sống sót được ở trong môi trường bệnh viện khắc nghiệt, để bạn có thể gánh vác được nỗi lo cơm áo gạo tiền, cũng như chống lại áp lực từ gia đình. Nhưng mà mọi người đừng để cái pháo đài đấy quá là lạnh lẽo. Hãy sưởi ấm nó bằng trái tim nhân hậu của bạn. Cận biết là mọi người có mà. Wow. Yeah. Cận cảm ơn mọi người rất là nhiều. Deep ghê, wow. Thực ra cận kể cái câu chuyện này ấy, không phải để dọa mọi người hay là để dập tắt ý định của mọi người trong việc muốn thi vào y, mà thực ra cận muốn mọi người có một cái nhìn nhận chân thực và không quá màu mè về cái ngành học mà bạn sẽ chọn gắn bó tận 6 năm học, tận 6 năm cuộc đời của bạn ấy. Yeah, nó không phải là ít đâu. Nên mọi người phải cân nhắc cực kỳ là kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đó. Ok. Yeah, và đây là tất cả những patron của cận. Họ cống hiến cực kỳ nhiều để cận có đủ budget để làm những cái video như này để cho mọi người xem. Cận cực kỳ là biết ơn họ. Biết ơn họ rất là nhiều luôn ấy. Và đương nhiên cận cũng rất biết ơn tất cả mọi người đang xem video, bởi vì nhờ có họ thì cận mới được như bây giờ. 400.000 là một con số quá là nhiều và cận không thể tưởng tượng nổi luôn ấy. Nhưng cận trân trọng tất cả mọi người trong số đó. Đương nhiên là trừ những cái người mà nhắn tin cho cận để giục cận ra video mới. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã nán lại đến giây phút này của video để nghe cận càm ràm nói chuyện xàm xí. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy giữ gìn sức khỏe và lái xe an toàn. Nói thật đấy, giữ gìn sức khỏe và lái xe an toàn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.